Đấy, bắt đầu từ câu 30 thì chắc không vấn đề gì. Đúng rồi. Câu 32 làm đúng chưa? Và hai người check đúng chưa? Số 1 này xảy ra phản ứng gì nhỉ? Pb2 cộng cộng H cộng N3 trừ. Đúng rồi. Số 1 là xảy ra phản ứng Fe2 cộng cộng H cộng cộng N3 trừ nhé. Ra gì nhỉ? Này mình chắc mở lời giải luôn được, để mình biết. Thực ra thì biết cái vấn đề gì. Đây, thầy cho nhìn luôn như này cho nó nhanh nhé. F2 cộng cộng H cộng cộng N3 trừ đúng không? Vậy số 1 là có xảy ra phản ứng đi. Đấy, thì thành lên sắt 3 đúng không? Cộng đô cộng nước. Đấy. Đây. Số 2 là cũng có xảy ra phản ứng nhé. Số 2 là cẩn thận một số bạn nhầm nhé. AgNO3. Đấy, FeCl3 thì AgCl đúng không? AgCl cái tuổi. Thế còn FeS thì nó có tan trong HCl nhé. Chúng ta sẽ có những thằng như kiểu CuS với cả PbS thì nó sẽ tan trong HCl với CuS và PbS. Phản ứng của nhôm với nước với cả NaOH thì đơn giản rồi đúng không? Nhưng làm nhiều rồi. NaOH với cả CH2SCH2CO3 hai lần thì cũng thế. Rất nhiều lần rồi. Phần chất là H cộng à OH trừ với HCO3 trừ CO3 hay trừ với nước đúng không? Cái này có dương dương CU với sắt 3 là quá quen thuộc rồi, cái này toàn cái thí nghiệm quen thuộc thôi đúng không? Ở dưới này cũng thế thì mình cũng sẽ có thằng HCO3 trừ này tác dụng với OH trừ nhé, thì HCO3 trừ với OH trừ này thì ra CO3 hay trừ đúng không? Còn NH4 cộng với OH trừ thì ra NH3 với nước. Thì chắc câu này mọi người làm một đó. Nay mọi người làm ổn không, có sai nào không? Không ạ. Không sai à? Bảo làm đúng rồi nhỉ. Đề sư phạm này thấy 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 bài tập phía sau khá là tương đối đấy. Nên mọi người làm này là cũng là tốt đấy. Tiếp theo nữa là một câu tiếp theo nữa là câu 34 này. 34. 34. Và tư thì nó quen thuộc nhỉ, dung dịch các saccharose phản ứng với cả sữa gấp hai lần màu xanh lam, đúng ra đúng rồi, cellulose bị thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng, cellulose thủy phân trong dung dịch kiềm đun nóng là sai đúng không, nó chỉ bị thủy phân trong môi trường axit thôi. Thế còn glucose thì không bị thủy phân thì C sai rồi. Thế nên amin tan trong nước dung dịch bazơ đúng rồi, không chỉ giải thích cả đúng không, thì E này cũng đúng rồi, chả có gì để giải thích. Ra hữu cơ lớp 12 cái giải thích ít thuộc nhiều. Dipeptide thì có mấy lipid peptide này nhỉ? Dipeptide thì có mấy lipid peptide đó? Một thôi đúng không? Đó, một thôi. Đây là ý là ghép là sai, dipeptide thì có một lipid peptide thôi. Đấy thì những câu thí nghiệm này rất là đơn giản thôi, vấn đề gì. Câu tiếp theo này. Câu 40 nữa thôi chị. Câu 40 nữa thì cái câu này là một câu thí nghiệm rất là lạ nên là chắc là nhiều người sai, không biết được có bạn nào đúng được. Năm người trả lời đúng này, không biết là làm chuẩn chưa cái này. Đó là một bạn biết là có chuẩn không. Đây thì đầu tiên là người ta cho benzen vào trong brom nhé, thì benzen vào trong brom này, thì ban đầu thì chất lỏng tách thành hai lớp thì là đúng, lý do là bởi vì ở đây là chúng ta lưu ý là ban đầu là ở đây là người ta nói là bước đầu là cho vào xong lắc nhẹ, lắc nhẹ thì nó chưa thể tan ngay được mà sau đó để yên ống nghiệm trong vòng 3 phút ấy, thì bắt đầu là nó mới tan dần ra, dần dần nó mới tan vào trong nhau. Brom và benzen thì nói chung là có tan trong nhau, được chưa, có tan. Tuy nhiên thì cái quá trình tan đấy nó cũng phải có một cái thời gian nhất định để tan được. Cho nên là cái ý một là phân lớp là đúng. Lý do là bởi vì nó chưa tan được ngay.
ngay lập tức nó không tan được, mà nó sẽ phải có gì, có những cái phân lớp cục bộ. Thế nó cần thời gian, quá trình hòa tan cần thời gian. Còn ý hai thì trong suốt quá trình màu của dung dịch ống nghiệm không thay đổi, đương nhiên là sai rồi. À, ở bước hai, là màu của ống nghiệm nó sẽ thay đổi dần, do là cái brom nó sẽ tan dần vào trong benzen nhé, và nó sẽ thay đổi bằng cách là nó chuyển nhạt dần, màu dung nhạt dần, chuyển từ màu nâu đỏ chuyển sang nâu vàng, hai tảng nó tan vào trong nhau, được chưa? Ý ba, ở bước 3 thì màu dung dịch nhạt dần. Bước 3 thì màu dung dịch nhạt dần là đúng rồi, bởi vì nó sẽ xảy ra phản ứng. Này, nó xảy ra phản ứng đúng không? Phản ứng đây là khi mà chúng ta có bột sắt vào rồi này. Cái này là thực ra của lớp 11. Bột sắt vào trong benzen và brom. Chúng ta sẽ có phản ứng là C6H6 cho nó nhanh nhé. Cộng với Br2. Bột sắt. Nó sẽ bằng gì? Thì nó sẽ thu được cho mình là C6H5. R cộng với HR. Đấy. Được chưa? Và cái này nó sẽ chuyển dần sang công bầu, nó sẽ có một cái thí nghiệm. Thực ra mình có thể lên mạng xem cái video cũng được. Mình sẽ nhớ thôi. Nên là cái ý số 4 này là đúng nhé. À, ý số 3 là đúng rồi, màu nhạt dần là đúng rồi. Bởi vì cái dẫn xuất halogen này gần như là nó sẽ chuyển thành công bầu đấy. Đúng. Và ở bước 3 thì thêm bột sắt và xúc tác là đúng, rồi. Còn ý số 5 thì là sai. Cái này nó ý số 5 thì sản phẩm của mình đây nó là brom benzen. Đấy, sản phẩm mình là brom benzen. Còn muốn có cái sản phẩm như ý số 5 thì điều kiện nó phải là gì nữa? Các bạn là nhớ không? Các bạn nhớ không? Muốn ra sản phẩm như số 5 thì phải phải dùng gì? Muốn ra sản phẩm như số 5 thì mình phải dùng gì nhỉ? Nếu bạn nào trả lời không trả lời đâu. Muốn ra sản phẩm như số 5 thì ta dùng gì nhỉ? Chúng ta sản phẩm như số 5 chúng ta đọc ở đây, người ta khéo léo người ta nói này, người ta nói hộ mình điều kiện là gì đây? Tránh ánh sáng chiếu trực tiếp, bởi vì nếu mà ánh sáng mà chiếu trực tiếp vào ấy, trong cái phản ứng này thì nó sẽ chuyển sang cái phản ứng cộng, nó chuyển thành hexabrom cyclohexan nhé. Nó sẽ cộng vào 6 cái đỉnh của benzen, được chưa?